Đâu nè. Hot pot đi. Này có bọt khí rồi đấy ạ. Bếp này rất là nhạy vì mọi người nhé. Đây em quay trực tiếp ngay từ lúc mới bắt đầu ấn đấy, mới đầu bật bếp đấy. Đây bọt khí lên rất là nhanh đấy ạ. Bếp này nhạy lắm mọi người yên tâm. Đây cái đằng sau đây, cái mặt mặt đằng sau của bếp đây. Bên trong thì là vân đá. Đây bên trong thì là vân đá này. Đây mặt sau đây bắt nhiệt rất là nhanh ạ. Đây là bếp từ đây. Mà bếp từ thì đã nổi tiếng là kén nồi rồi đúng không ạ?